Đây là chiếc xuồng nhỏ nhỏ. Mấy chú ngư dân đang đập để cho cá nó động, nó chui vào trong máy đó, chui vào trong lưới á. Cái đây là mấy chú đánh lưới, đánh bắt cá hàng ngày, ăn buổi đó. Kiểu như đi khoảng đây khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ là xuống đánh bắt những loại cá ở gần gần ven bờ á. Đây mình đi ra đây mình quay nó rõ hơn. Cả nhà thấy gió ghê không? Đây là cây điệp mùa, điệp bông vàng này. Ôi, rác nó mất rồi. Chạy xuống kia rồi. Nè, cái nhà thấy gió thổi mạnh à. Đây, chú đây rồi. Nè, cho cả nhà coi chú đánh bắt cá nha. Đang thu lưới đó, thu lưới để coi có cá hay không ạ. Có nhiều cá không chú? Đủ ăn à. Đủ ăn à, hả? Chú đánh lâu chưa? Quýnh hết rồi nè, quýnh hồi nãy giờ rồi. Vậy hả? Ăn gì mới đâu. Dạ. Bữa nay biển động động chắc cũng ít hả? Bên nay biển động chắc cũng ít cá hả? À, lại năm nay không cá kia. Dạ, thế năm nay nò đi về rồi cũng ít quá. À. Hay chú kéo chuyên nghiệp kìa. Không cá con nào đâu hả? Không có con nào luôn. Nhưng buổi gì mình đánh mấy giác vậy chú? Buổi nếu mà quýnh cũng được chạy mấy chục giác rồi chứ. Dạ hả? Cứ thả xuống rồi kéo lên vậy hả? Thả xuống rồi, bố kéo lên, bố lên lên mà không cá sao? Dạ. Ừ, vào chứ làm cái gì đâu. Dạ. Đủ ăn rồi. Đủ ăn cơm trưa. Đủ ăn buổi vô. Dạ.